chào tất cả mọi người. Hôm nay Elin Audio làm cái clip xin giới thiệu đến mọi người một sản phẩm đẩy nghe nhạc ram xe dòng đẩy nội địa Nhật Bản. Con này là máy chạy sò Shinkin 2 viết rất là khỏe. Dòng đẩy ram xe một dòng tiền thân của hãng Panasonic. Hãng ra đời sau Panasonic và hiện tại bây giờ thì ram xe Panasonic là gần như nhập lại một. Con này thì chạy sò Shinkin tiếng rất là sáng. Con này thì hàng nội địa của Nhật, chạy điện áp 100V. Model là VW B9100. Mình có tháo sẵn ra để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em nó ha. Đẹp xuất sắc. Bao nhiêu năm tháng để trôi qua nhưng em nó vẫn còn sắc nét như vậy. Rất là đẹp, máy còn sáng chế vàng chanh, vàng ong anh 7 màu luôn. Còn rất là đẹp. Nội địa Nhật nó làm ra biết bao nhiêu năm rồi nhưng mà qua bao năm tháng thì nó vẫn còn như xưa, vẫn giữ vẻ đẹp trinh nguyên. Máy này chạy sò Shinkin ha. Shinkin mỗi kênh như vậy là hai con sò Shinkin 2 vít to, sò to Shinkin to. Và có máy sò bù áp ở nằm trên giữa. Bên này cũng vậy ha, cũng hai sò Shinkin 2 vít. Máy chạy nguồn tinh phô đồng rất là lớn. Bự lắm, bự chắc phải nói là bằng một cái cầm tay á. Hai tụ lập nguồn nó to như chắc là to hơn lon Shinkin. Chắc cú luôn. 80V 13.000 mi. Tụ nội địa của Japan luôn ha. Tụ Japan luôn. Cho bạn này, tụi cho bạn xin chào luôn. Cho lấy đóng nguồn là của Matsushita ha, hàng xin chào của Nhật. Đây, mình quay chi tiết cái mặt nó đại công suất đây. Mặt còn rất là sạch đẹp, sáng bóng luôn. Hiểu sao bên đó nó xài kiểu chi mà hình như đất nước của người Nhật không có bụi sao các bạn. Xài bao năm rồi mà nó vẫn sạch, vẫn sáng chứ không phải như ở Việt Nam mình. Đây. Hai mặt trước áp mà làm thấy dễ sợ không? Hai mặt trước áp với cái mặt đóng nét nguồn hùng làm ba cái mặt. Quá dữ hả? Đấy, tụ điện này còn rất là nét ha, tụ cho ban luôn ha. 80V 13.000 mi. Hai tụ lọc nguồn này xài biết chừng nào hư. Xài thoải mái, xài tẹt ghe luôn. Mình giới thiệu sơ qua về thông số mặt sau tí xíu ha. Con này là thương hiệu ram xe đẩy nội địa Nhật. Model là VW B9100. Điện áp là 100V, công suất là 610W. Có 150W một kênh ở chế độ 4Ohm ha. Đây nó có đầu vào nữa này. Đầu vào nó rất hoa sen. Rất 6 ly. Rất Canon được cái. Bên này cũng vậy ha, Canon được cái rất 6 ly. Nhưng mà có cái rất này nó hơi mẻ xíu ha. Không sao hết, mẻ nhưng vẫn hoạt động tốt. Cắm mưa vẫn có tín hiệu bình thường. Rồi ngõ ra lo là bằng đèn bắp chuối ha. Đèn bắp chuối. Nó có cái chế độ đánh ở 8 ohm 4 ohm, mình chỉ cần gạt qua gạt lại là xong ha. Qua gạt lại hết sức đơn giản. Rồi CT brick. Brick là chế độ mono đấy. Chung còn rất là sạch sẽ và mới ha. Một trong những dòng đẩy nội địa nổi tiếng ở Nhật. Con này thì quá vip rồi. Đây, mặt trước của em nó, mặt trước rất là sáng sủa, sạch sẽ ha. Mình đang ghép với đôi loa Beway 4 tấc mà đánh thoải mái. Chiếc áp mở cái tí tẹo luôn ha. Chiếc áp mở cái tí tẹo luôn. Lớn dữ lắm. Rất là nét.
Đây trên nhà từ máy tính này. Đây từ ra máy tính đi thẳng vô men luôn ha. Không có qua một cái thiết bị chuyển đổi nào hết ha. Mà chất âm nó quá ngọt, quá hay, quá đẳng cấp. Các bạn thấy người Nhật làm con đẩy này không thể chơi vào đâu được, sợ Sengen thì hiểu rồi, tiếng rất là sáng. Giống như cái dòng âm đi Jaguar Hàn Quốc cũng chạy 2 sợi Sengen 2 biết thôi, nhưng mà tiếng đánh rất uy lực. Mình mở volume cái tí trẹo ha. Mà đang dùng một cặp loa 4 tấc để quay đây. Đây, loa 4 tấc để quay đây này. Hai loa đó là màu hai cái lò 4 tấc quá dữ không? Đấy, rồi cho mọi người xem chứ đỡ tưởng mình nói là quảng cáo hơn, thực tế nó vậy. Mà nói là công suất quá đẳng cấp, tiếng rất hay. Tiếng trung rất là sắc nét, bass rất sâu và chép rất sáng. Nghe nhạc hát karaoke là trên kẻ tuyệt vời. Nếu người anh em nào mà muốn mà đẹp trai nhỏ gọn thì chơi dòng này phải nói là tuyệt tác. Cái này ghép tầm đôi loa cỡ bass 25 hay là bass loa boss loa reverber tuyệt vời luôn. Con đẩy ram sang qua đúp 910 này em bán giá tại cửa hàng có giá 3,5 triệu, giá chưa bao gồm phí ship. Người anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm thì vui lòng liên hệ ý qua số điện thoại 0909 04 3679. Tại ở gần cửa hàng thì qua 136 đường Trần Phú, thị trấn Du Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Bên em ship hàng toàn quốc ha. Anh em nào có nhu cầu thì cứ nhấc máy lên gọi thoải mái. Rồi em xin kết thúc video clip tại đây. Cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.